Rồi bắt đầu. Bắt đầu. Thôi em mất. 2, 3, bắt đầu. Cốc lên. Xin chào các bạn đến với chương trình vui cùng cặp đôi hoàn hảo. Kiêu. Không, đây không phải chương trình cặp đôi hoàn hảo, đây là chương trình giả cặp đôi hoàn hảo. Các bạn phải nhớ concept của cặp đôi hoàn hảo hôm nay là cặp đôi hoàn hảo. Bây giờ cặp thứ nhất, xin mời bạn Hồng Anh và Mai Linh. Mà ca sĩ chổng mông rồi máy quay này ha. Không, quay mặt ra. Quay mặt ra. Không nhớ lời thì bỏ ghế ra. Không được. Kê dịch cái bàn lên, kê dịch cái bàn lên. Kê kê bàn lên rồi quay máy tính về phía kia. Kéo bàn lên. Múa. Nào, 5, 4, 3, 2, 1, ấn pau, ấn play. Bắt đầu. Sao phải không hát gì à? Tôi không đồng ý với anh. Đấy, tôi nghĩ là cặp đôi hoàn hảo là cặp đôi để che giấu điểm
khuyết khuyết điểm với nhau. Hỏi anh à? Vâng ạ, xin cảm ơn anh Lê Minh Sơn và anh Lê Hoàng. Tuy nhiên chương trình có thời hạn nên là các anh không được nói nữa. Vâng, và sau đây xin mời các bạn hãy bóp cho Hồng Anh và Mai Linh mã số. Tất cả mọi người lâu kịch bản.
em nghe nghe em ơi. Đừng hỏi em khát khao. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn, sau khi nghe bài ra đâu các bạn khát khao điều gì? Ước ao điều gì? Em đừng phải đó. Có ban giám khảo nhận xét không ạ? À, ai khẩu nhận xét là quá hot mình rồi. Em không còn nói gì nữa. Ai hôm nay được hết câu gì? Tôi thích các bạn, thích các bạn. Xin cảm ơn ba chị Siêu ạ. Đâu chị Siêu? Bốn em. Dạ bốn ạ. Xin lỗi. Mời. Vâng về. Bộ lạ về. Cảm ơn. Lượn nhanh. Ba số cộng này. Ok. Mệt quá. Vâng ạ. Đôi này chưa thèm giới thiệu. Đôi này chưa thèm giới thiệu đã phi lên rồi. Đôi này có tên rất đẹp tên là Phương Quân. Chị chả thấy gì đẹp. Rồi nhưng mà phải đổi lại Quân Phương. Quân Phương là gì? Quân Phương Quân Phiển em mượn. Có anh có iPhone không mượn? Đây, phone đây. Không được công giờ nhá. Quên hết ngay anh Tròn ơi. Phone em thấy mua nhá. Riêng ngay là mày public. Em ạ, muốn nổi tiếng nhanh bây giờ phải lên YouTube quay ra ngoài. Đi ra đi. Chỉ có người trong đúng rồi, chỉ có sao không ấy được.